Cậu rủi, cậu rủi con cá. Cậu rủi con cá. Cho săn bắt nhà bè, xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục hai anh em mình đi thả lưới cắm câu cá thò lòi ra cả nhà. Lát nữa mình cắm câu với thả lưới có, mình sẽ ghi hình cho cả nhà xem. Thì hôm nay mình đi cùng với anh chi nhánh nhà bè. Chào luôn anh chi nhánh bè. Chào cả nhà nha. Thì cái tình hình bệnh dịch, bệnh Covid-19 thì giờ nó đang hoành hành quá cả nhà, nên mình không có đi ra ngoài. Thì hôm nay mình tiếp tục là mình đi săn cắm câu bắt cá để về để dự trữ ăn qua cái mùa dịch Covid-19 này cả nhà. Cả nhà xem kênh, cả nhà ủng hộ kênh cho hai anh em mình, cho mình một đăng ký và một like và một chia sẻ. Giờ đi theo chân của săn bắt nhà bè để khám phá trải nghiệm cắm câu và thả lưới nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ xuống cái dũng phía trước này mình thả lưới nha cả nhà. Đây lưới đây, mình thả lưới xong rồi mình sẽ đi cắm câu cá thò lòi cho cả nhà xem. Giờ mình đi thả lưới thôi. Đó. Giờ mình xuống cái khu vực này mà mình thả lưới cá bông cát, cá phi, cá gì đó có, lát nữa mình sẽ ghi hình cho cả nhà xem. Mình đã phát hiện cái hang cá thò lòi cả nhà. Hang đây đây. Mình sẽ cắm cái câu này cho cả nhà xem ha. Mở lấy tôm, mở bệt, mở thùng lấy tôm. Con này cũng nhỏ mà hên là bự, con này bự. Chú cả bán. Nếu có vô hàng này không? Có, mới vô, chú vô cả bán. Cây đồng cứng dữ rồi trời. Để trên trên xíu. Bỏ luôn đi. Nóng mới cái mò được con cá lóc này cả nhà. Đây. Cá lóc quá đã luôn rồi cả nhà, ở trong hang. Giờ mình đi thăm câu cả nhà. Đây trời, hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng. Cậu rủi, cậu rủi con cá. Cậu rủi con cá này nó bự. Thấy chưa anh chi nhánh nhà bè. Cậu rủi con cá. Rồi cầm cá luôn coi, cầm cá làm hình nền luôn coi, bỡ con cá coi. Ui con cá nó bự kìa. Quá đã luôn. Rồi, gỡ. Ai gỡ? Nè. Đó. À, luôn luôn đi. Trời ơi, nó xuống mà nó không ăn trời. Trời ơi, bên đây. Trời ơi, nó lâu mồi ra. Ngồi bên đây dính này cả nhà ơi, đây. Trời ơi con gì quý khủng nữa cả nhà ơi. Ui ơi, bỏ ra con này y như nãy coi. Trời ơi con này con cá cái mình nói cái được rồi. Trời ơi chà bá lửa luôn nha cả nhà. Trời ơi nè, hàm răng cá mập. Ê, có lưỡi câu nằm ngoài nè. Ui, con cá này nó bự. Mồi này mồi ngon nè. Thấy chưa? Thấy đụng hang nhỏ quá mà nó cũng bự quá ha. Đất cứng, đất cứng. Này thôi đem theo cái kìm nó mới được. Rồi, lưu đi ra. Gánh đi. Không phải là không dính, nó leo lên luôn nè, thấy đi rồi nè. Trời ơi con cá này nó đi. Thôi đi, thằng đã dính rồi nè. Nó nghe giải đùng 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 đùng. Kìa lụm tiền, lụm tiền cả nhà ơi. Ấy hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng. Trời ơi
Ủi con này, ủi con này nó bự. Ủi con này bành sầu luôn quý. Hả? Ủi con này nó bự. Cầm máy ai, cầm máy. Ủi con cá nó bự nè. Hết thộn. Ăn dặn chà bá lửa. Rồi, giờ mình thăm câu xong rồi mình về cả nhà. Thăm câu với mình thăm ta lưới. Có mình sẽ quay cho cả nhà xem. Giờ mình đi thăm câu xong rồi mình cuộn câu về thăm lưới cái nữa mình về luôn. Hồi nãy mình có cấm khu vực nạn cây đâu đây nè. Để mình kiếm mà mình quay cho cả nhà xem có dính không cả nhà. Đó. Biết. Ôi, trời ơi cái gì quý. Trời ơi đã tao thấy rồi mà. Đây. Liệt 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 liệt. Khui. Trời ơi hàng. Hàng cũng được đến đó chứ. Rồi. Có. Có dính còn đã không còn hơn không có dính các bạn ơi. Ê. Vô thùng. Hay quá. Đây còn ta. Cầm. Thấy nó ngồi trên mà tưởng đâu không dính này à, vô cuộc dính cả nhà. Trời ơi, bự, hàng khủng. Cái da nó ngóc cái đầu lên. Trời ơi, con gì đây? Trời ơi. Đã. Trời ơi, mấy cây còn kia còn nguyên. Trời ơi, thịt. Rồi con nhìn thịt đó nè. Ơi thịt nè. Giờ mình nướng à. Nói thôi thèm chảy nước miếng. Có dính không ba? Trời ơi, nó ăn lâu rồi không dính luôn. Mới bò lên luôn ha. Ừ. Bự quá, lên mé đây, nè. Lên mé cả một câu. Cái này cũng không dính nó luôn đó nhờ, khôn quá. Chạy ra, chạy vô. Không ăn. Mình sẽ đợi vụ sau. Nó có không ngươi? Con nó cũng chui vô đó mà sao không ăn được. Hay quá. Bên đây mình có mấy cây, mình lên đây mình thăm coi có mà quay cho cả nhà xem không cả nhà. Đây trời ơi nó văng tung té luôn, chạy đi đâu cho khỏi, chà bá luôn. Rồi tưởng rằng em thông minh hả em, em thông minh hả em. Đây. Còn cả nhà quá đã luôn. Cái kế tiếp là có không? Mình sẽ quay cho cả nhà xem. Hả? Ờ, cái này nó ăn lâu nữa mà không dính trời. Ủa. Bỏ vô. Giờ mình xuống cái Dũng hồi sáng mình thả lưới, giờ mình xuống đây mình thăm cái nhà. Thăm lưới xong rồi mình về luôn. Mình cũng đã thăm câu cuốn câu xong rồi, giờ mình thăm lưới. Để xuống đây thăm lưới có mà có mình về luôn. Rồi cầm máy anh Quý. Con cát đầu tiên cái này. Đây, con cát.
cái sạc kìa. Lấy luôn hả? Lấy luôn đi. Dính lưới là lụm. Đó 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 đó. Đây, còn nữa. Còn con cát nữa nè. Chà bá luôn. Món cà phê. À, cà phê. Xóa ra luôn. Này, quay con nhỏ à. Tốt. Một hành trình của Sinbad. Rồi, một cái lưới. Trên. Này, còn cái gì nữa. Làm luôn. À, thôi quá. Nhiều quá. Nắng quá. À. Nó có đâu đó. Làm luôn. Coi chừng cái vỏ. Vỏ sao tôi coi chừng được. Trời ơi, tao quải ngang hông chồng vào cổ luôn, dễ đi. Dễ đi, dây cái anh nó chút xíu. Một con cá bóng cát. Tiếp tục. Ó, cũng con gì giật cà phê. Này có nãy có con cà phê. Đâu. Dâu. Rồi thả luôn cả nhà ơi. Nó này lát lên bờ kiếm lại. Đụng có bự không mà bắt được à. Có thể nhục nút luôn trời. Vậy? Ừ. Vậy? Rồi xong thả luôn. Thôi vậy là cá này hơi sao rồi rồi. Chưa có muốn sống. Thả đi rồi còn dính lại được nè. Cái này tốt. Chưa nữa thôi. Lưới luôn hay vậy? Đâu có. Cái đầu lưới tới đây hết hả? Hả? Tới đằng kia luôn. Tới đây hết đó hả? Họ nhớ cái lưới này dài lắm mà. Đây, hết luôn rồi. Có còn sót con gì không? Còn nè. Cũng khác mà. Chắc nhiều thả không dính hồn quá à, xuống.
Thì mình còn cây cà câu cuối cùng mình lợi để mình thăm có dính không cả nhà. Cây này là của anh chi nhánh nhà bè anh cắm nè. Đây. Được mấy? Hay ta. Khui hàng coi, anh chi nhánh nhà bè. Này là của anh chi nhánh nhà bè cắm nè cả nhà. Ý. Quá đã, quá đã. Rồi, đây, lên đây dở. Hay. Hay quá. Được. Rồi, giờ mình giữa câu mình về luôn cả nhà. Thành quả cả nhà. Anh em mình cắm được mớ thò lò biển. Cái này là thả lưới. Được mớ có một cá.